sau một thời gian ngắn hôm nay có dịp gặp lại mọi người hết các bạn. Nếu bạn nào mà từng theo dõi kênh cũ thì các bạn rất là quen với gương mặt này, từng lên sóng rồi. Thì qua cái kênh mới này đó mình cắt mới lại, làm lại. Trước đây thì cái clip tóc em này nó là ngắn, dài chứ. Đây giờ có mùa hè đổ lửa này thì mình bàn kêu cắt ngắn lại đi, quá nóng nực, đồng ý bên này là dớt này. Cái cự mà các bạn đang thấy đó là cái cự số 2 hay 6 mm các bạn. Như các bạn từng biết là chỉ xả cho nó gọn tóc thôi. Cái tùy theo các bạn cắt cái khung nào đó cao hay thấp thôi. Nếu mà cắt càng cao thì cái số cự nó sẽ càng nhỏ. Và ngược lại. Thì đó chỉ là cái cách riêng của mình thôi. Chứ không hợp nhất cho tất cả. Trước mắt đó là lo up những clip lên, nó quay được clip nào up clip nấy các bạn. Còn vì tin nhắn của anh chị em đó thì mình sẽ trả lời sau, các bạn thông cảm vấn đề đó ha. Thì các bạn xả không rồi xong rồi các bạn tạo cái khung tùy cao hay thấp đó ha, chỉ là mít thôi vừa. Một số khách hàng đó thì như mình từng nói đó, nghĩa là chịu phay trắng chân đó thì sẽ tạo khung và cạo khô, còn nếu không thì các bạn chỉ cần tạo khung như vậy là được rồi. Các bạn ủi tông đơ, ủi sát lại, không nhất định phải cạo khô đó. Trường hợp một số đông chứ không một số ít đó. Một số anh chị em người ta không có chịu cạo khô đó, mình chỉ bấm rồi mình phay lên, mình cắt lên như bình thường thôi. Nếu như mình nói đó thì tại khách hàng người ta chịu phay trắng chân đó thì nhất định phải cạo các bạn. Nếu mà anh chị em nào mình không có sử dụng máy cạo khô, mình cái công đoạn này mình vẫn cạo bằng cây dao cạo làm bình thường, không có gì hết. Miễn sao cho nó sát, nó trắng là được rồi. Đấy, giai đoạn quá ngắn ngủi nên mình tắt. Thì các bạn nếu theo dõi đó, thì cái cách này là cách thứ hai trong cái bước phay các bạn. Nên mình sẽ để cái tiêu đề đó là cái phần 2 gì đó cho nó hấp dẫn xíu thôi, chứ thực chất nó cũng vòng 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 nhiêu thôi. Trước đây khi mà tạo khung rồi đó thì hạ cái cần gạt xuống rồi mà phay lên, còn bây giờ là không, mà bây giờ mình lắp cái cửa số 1 3 mm đó mình phay lên ha. Để các bạn có thể theo dõi hết clip, các bạn sẽ thấy nói chung là nó chỉ đảo lộn những cái bước thôi. Khi mà các bạn mà làm rành rồi đó thì các bạn có quyền đảo lộn lung tung như thế nào, một hồi nó cũng ra cái hình này. Các bạn thấy sao nó có cái cục đó, ha, bạn thấy cái chấm đèn cái đó là cái kêu bằng sò khỉ mà nó nhô ra đây. Các bạn thấy rất là rõ ràng đây. Thì mà mấy ngày nay cũng có một số anh em hỏi là
Ừ, khi mà cái đầu của khách đó là lồi lõm không có phẳng đó, là người ta kêu cắt phay như vậy, mình có nên cắt hay không? Cắt nha các bạn, nếu mà phay thì chấp nhận ha. Đấy, khi mà các bạn lắp cái cửa số 1 30 mm xong rồi đó, phay lên đó thì cái phần tiếp theo đó sẽ kê cái lực bảng lớn nè, mình ủi phần trên ha. Bước đầu á, thì các bạn có thể thay vì các bạn lắp cái cửa số 1 30 mm đó, các bạn phay lên đó, thì các bạn vẫn có thể lắp cái cửa 1.5. Nhưng mà clip này là không, hoàn toàn không sử dụng đến cái 1.5 luôn. Đây cũng như clip mà các bạn xem mình up trước clip này, con nhóc nó vẫn không sử dụng 1.5 ha. Có nghĩa là để cho một số anh chị em người ta tham khảo thôi nha các bạn. Tại vì cũng cũng có khá nhiều anh chị em đó là không có mua, không có cỡ 1.5 đó, thì hỏi phay bằng cách nào để mà có cái hiệu ứng, thì đây cái cách này đây. Theo mình thôi các bạn, chỉ là theo mình thôi. Còn mình từng nói là còn rất rất là nhiều cái trang mạng, trên mạng người ta hướng dẫn, người ta chia sẻ rất là đẹp đó, thì theo cách của người ta, cách mình nó chỉ tới đây thôi. Thì mình nói chung mình biết nhiều mình chia sẻ bấy nhiêu đó. Những clip các bạn xem, các bạn thấy như này, những clip mà chia sẻ như vậy đó, nó sẽ khác hoàn toàn với những clip chỉ là quay một cách đại khái 5 phút 3 phút thôi. Đây là một số người, người ta nhìn vô đó cái người ta không có nhìn thấy tới. Nên nói sao nghe nhiều clip xem cắt có 5 phút, 7 phút rồi xong rồi gì, nó cắt cả tiếng đồng hồ. Dạ, 5 phút, 7 phút cũng được ha. Thì bây giờ như em, bây giờ em cũng quay lên cũng 2 phút, cũng 1 phút 30 giây cũng được bình thường thôi, đâu có gì đâu. Cắt xong hết rồi quẹt quẹt quay vòng vòng cái xong rồi. Còn này là chi tiết từ đầu đến đuôi ha. Nên thời gian thì các bạn chắc chắn sẽ biết rồi, chứ thực chất những cái clip mà 1 phút, 2 phút gì đó thì những cái cộng đoạn cắt nó cũng như thế này thôi. Còn nhanh hay chậm gì đó thì ai nhanh đó thì chuyện của người ta. Còn riêng mình, làm rất là lâu lâu, 17 năm nay làm lâu gì không á. Không có nhanh được, làm như già cả hay là tay người mình nó quá yếu đi. Thật sự do này quá yếu. Nên các bạn xem như là để tham khảo thôi. Khi mà các bạn được cái công đoạn này rồi, các bạn muốn phay cách nào cũng được. Nếu như mình đã nói với lúc nãy đó thì không sử dụng 1.5 ha. Thì bây giờ trở lại cái giai đoạn đầu tiên đây. Rồi các bạn hạ cần gạt sát xuống dưới này, các bạn phay lên. Sao tối dữ trời, cái các bạn thông cảm ha, tại cái lúc quay đó mình vừa bấm vô màn hình thấy nó sáng mà bây giờ rồi lo cắt đó thì không không có thấy được cái màn ảnh, mà sao nó tối dữ thằng ổn. Qua không tối cho khỏe người đâu, có loại bắn hồng không thấy gì trời. Cái cây các bạn thấy, cái cây màu đỏ huyết mà đang cắt đó là cây của Trung Quốc mà mua cũng trước Tết cũng hơn nửa năm nay rồi. Các bạn thấy nó phá ngắn bắt đầu xong rồi các bạn đưa sát lên này. Rồi các bạn phá cái ngắn đó ha. Lý nào nó tối dữ vậy ta? Rồi mẹ bà tối hù luôn. Rồi đây 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 đây. Đây các bạn thấy phá cái ngắn rất là sát ha. Nó là Trung Quốc thật á. Sở dĩ nó như vậy các bạn, mình từng chia sẻ clip mà mài, cái cách mài của mình nó đơn giản thôi. Nhưng mà người 10 10 người thì làm chỉ được có 1 hoặc 2 thôi, còn nhiêu là mua tông mới xài hết. Hạn là lôi hổ đây, người anh em trên mạng lôi hổ đấy. Rồi rồi, xin lỗi các bạn ha.
Alo, sao em? Khoảng một chút em gọi là được không ta? Em đang ghi ghi âm mấy clip nè. Rồi ok. Rồi trở lại với chương trình đó các bạn. Tại có anh em trên mạng điện hỏi cái gì đó. Thì cách mài đơn giản đó, để mấy bữa nay cũng một số anh em đó, hôm nào rảnh anh làm lại chia sẻ lại cái clip mài tông đời để mà bấm viền khóa ngắn này, hôm nào mình sẽ làm lại. Các bạn thấy nó là Trung Quốc giống vậy, nó Trung Quốc thật đó, nhưng mà các bạn thấy đấy, rất là liền lạc ha. Sở dĩ như vậy nó không có gì hay ho hết, nó chỉ là nó các bạn thấy rất là rõ đó, chỉ là mài cái lưỡi dưới là cho nó mỏng rồi thôi. Nó càng mỏng thì nó các bạn càng phá nó đẹp, rất là mịn và rất là sát luôn, không không có để là ngấn gì hết. Nếu mà thật sự, tại vì hiện tại đó thì các bạn cũng biết rồi đó, cái tông Mỹ người ta cho mình đó, nếu mà so thẳng vô cái thằng tông của mình làm này lại là cái lưỡi mỏng của tông Mỹ, nó vẫn không có mỏng bằng cái lưỡi này. Nên là các bạn hầu hết các bạn thấy những clip mà mình phá cái ngấn đó, toàn bộ mình phá bằng cái tông này hết. Nếu các bạn mà phá xong cái ngấn rồi đó thì các bạn hạ xuống một bậc, các bạn rồi phá tiếp cái ngấn còn một tí đó. Tại vì mình tự nói, mình nói lúc đầu đó là cái clip này mình dành riêng cho những anh chị em nào mà không sử dụng 1.5. Thì cái cách này nó vẫn có hiệu ứng nè. Khi mà các bạn làm cái gì đó mà bạn đam mê, chỉ cần các bạn đam mê thôi ha, như các bạn có cái khiếu đi, các bạn rất là mau, mau tiếp thu lắm, rất là mau. Để giả sử như trong cái giai đoạn làm, các bước làm của mình có thể uyển chuyển được. Giả sử như 1, 2, 3, 4, 5 thứ tự của nó thì mình có thể là 1, 5, 3, 4, 2 hoặc là 4, 5, 3, 2, 1, bất cứ gì, vòng vòng cuối cùng nó cũng trở về cái La Mã thôi. Nhưng mà cái đó cũng như là cái thường thường người ta kêu bằng sao chẻ đấy. Sao chẻ giống cờ bạc ghê ha. Còn nếu mà cái tông Trung Quốc này, dòng tông Mỹ thì mình không nói đi, cái cây tông Trung Quốc này á, cái dòng Magit này, và bây giờ có một, nói chung là từ khi mà ra cắt tóc phay này, những cái loại tông Trung Quốc nó ra nhiều các bạn. Tông như thế này mà không dây nè, nó vẫn tựa tựa như vậy này, như thế này mà nó khác nhãn hiệu thôi. Thì cái lưỡi dưới ha, nó vẫn dày dày cộm vậy, không bao giờ phá được, trừ khi mình mài lại thôi. Ba rờ xíu đưa tấm giấy năm nó đi, giả bộ mình tưởng tượng giấy 100 vậy đó, lộn rồi. Anh cảm ơn, lộn chút vừa phất lưng nó luyện nó giấu với nó giờ nó không cố nó giờ mấy gì vậy chứ, thiệt chắc nó nằm dưới đó. Giờ này về tắm ngủ cho khỏe. Đấy, như mình nói lại các bạn, tâm Trung Quốc nếu mà các bạn muốn phải phá ngắn được thì chỉ có cách duy nhất là mình mài cái lưỡi đó thôi. Thì các bạn có thể, nếu mình không mài ở nhà thì có thể đem ra tiệm đó, lại mấy cái chỗ xưởng tiện hay là chỗ nào mà có cái đá mài đó, các bạn kêu người ta mài. Còn nếu có nhà nó quá tiện luôn. Đó đó, rồi tới cái phần ở trên này các bạn thấy nó đó. Thì cái lưỡi các bạn hạ xuống cùng hết luôn ha. Hạ xuống mức cùng hết luôn, tại vì mình đã nói rồi không có 1.5 đó. Bây giờ clip này dành riêng cho những anh chị em nào không có 1.5 nữa, mình có thể các bạn nghe rõ là có thể làm theo cách này thôi ha. Còn nếu thấy cách này nó quá dễ, y nó quá dở, nó tệ hại như thế nào đó thì mình chỉ xem vui thôi. Rồi mình ra chỗ khác mình coi. Đây mình nói rành như vậy ha. Các bạn chỉ cần mài cái lưỡi cho mỏng là thôi, thì các bạn sẽ phá rất là dễ dàng. Thì như mình nói, hôm nào mình có thời gian mình sẽ làm lại clip đó chi tiết ha, thật là chi tiết để mà anh em ta hiểu, dùng niềm vui đơn giản như vậy thôi. Còn cắt hay cắt dở, cắt nhanh cắt chậm thì mình
Mình đây mình nói thẳng luôn, mình là thằng cắt dở nhất và thằng cắt chậm nhất, mình kiêm hai yếu tố đó. Đấy, nên những anh chị em nào đó mà thấy mà nói mà nhảy vô mà coi xong cái tính comment đó, anh ơi em ơi cháu ơi gì cắt mày nó nghe tệ quá hay là dở quá hay là lâu quá thì khỏi. Mấy cậu chú bác đã khỏi tốn những ký tự đó, tại vì em đã thú nhận rồi. Em là một người rất là dở và rất là hậu đậu, làm rất là chậm đấy. Nên khi mà xem được clip này đó thì nếu mà muốn bình luận gửi lại cho em nói cái đó thì có thể mình khỏi cũng được ha, tại vì em đã nhận rồi. Có nghĩa là mình khi mà mình muốn tội phạm nó nhận cái gì đó thì mình phải điều tra, mình phải gài trước gài sau, mình vô mình chụp mũ để nó chạy tội. Cậu này là khỏi khỏi, em nhận tội luôn, em cắt rất chậm và rất lâu và cách nó rất là cổ điển rồi hết. Nói cho vui thôi chứ thật chắc là chậm thiệt các bạn, và cái cách nó quá tệ đi. Đây các bạn thấy mà rõ ràng không, nó liền lạc hết trơn luôn, nó không còn để là gì hết. Mua gì? Không. Xe gì? Hộp tóc. Rồi rồi vô đó đi chút xíu anh vô. À, không có được. Thì coi đi, xong cái này anh mới vô. Bà nội nói là. Thì nội nói kệ, nội nói đi, anh đang làm cái này. Bị đánh thì cúi xuống như vậy. Sao tại được? Tao đang làm công chuyện mà tại bị gì đây? Đây là nhóc mình ra kêu cắt tóc ở đầu nó bữa nay trên bơm để chút dụ dỗ lừa tình nó quay clip. Khi mà các bạn quan sát kỹ các bạn thấy khi mà mình vừa ghi âm vừa nhìn trên màn hình này, các bạn thấy nó còn đường nó chưa có được liền lạc nữa, thì các bạn kê lược lại ha. Và có một số trường hợp như mình đã từng nói rồi, các bạn làm tóc ngày thì các bạn cũng biết rất là rõ rồi, cái đầu chứ không phải như cái tấm bàn hay miếng dán mà nó phẳng. Trước khi mà cái tấm bàn nó thành được cái bàn á thì nó cũng là gạch đá thôi các bạn, người ta cũng chỉnh sửa rồi. Nhưng mà có một cái là nó được, nó có khuôn khổ, chỉ cần ép vô thì nó phẳng một cách tuyệt đối. Còn lắm khi còn trên là gần chết nữa, huống chi trên cái đầu tóc mà mình chỉ sử dụng bằng thủ công ha, thì đôi khi nó cũng phải có một số điểm gì đó chứ không có gì mà tuyệt đối hết. Ở đây chỉ là cái những clip của mình, nếu mà các bạn xem và để ý kỹ thì nó chỉ là một cái cách chia sẻ, cái cách nó như thế này, cái cách nó như thế nọ, trong khi đó có rất là cả trăm cả ngàn cả tỷ cách làm. Thì riêng bản thân mình biết cách nào thì mình chỉ là chia sẻ đến đây thôi, chứ không phải lên đây để mà mình so sánh đẹp xấu hay là như thế nào đó. Thì các bạn xem thì hy vọng các bạn sẽ hiểu ha. Nó thì như vậy là đại khái nó đã gần xong rồi, chứ các bạn chỉ bấm viền với cạo nữa thôi. Còn cái dách bên kia thì các bạn thấy nó với bài dách bên đây nó còn thứ một, không có gì khác. Nên mà nó quay dách bên kia ha. Cái hiệu ứng nó bị déo, nó lúc tối lúc sáng các bạn thông cảm cho mình đó các bạn. Nói chung mình không có muốn anh chị em nào mà coi mà nó tối hết. Vì chính bản thân mình cũng vậy thôi, nhưng mà tại vì cái điều kiện các bạn thừa biết là cái trại nó còn sập sinh sập sệ gần chết, không chi là tới cái máy quay. Cũng nhiều anh em đã góp ý là anh ơi nên đầu tư cái máy quay chất đi, nhìn cái màn ảnh nó đẹp, rất là muốn các bạn. Mình hứa với bạn là sẽ có chắc chắn 1000%, nhưng không phải là 100% là sẽ có, nhưng mà không biết là năm sau hay là 10 năm sau. Nói vậy sẽ có nhưng mà nó hơi lâu thôi. Nó thì bấm viền với ở dưới xong rồi chỉ còn cắt cái phần ở trên nữa. Ở trên mình từng nói là riêng cái dòng tóc này đó thì từ cái sấy thì nó ngắn dài dài từ từ ra trước mấy từ mấy trước đó. Thì hôm nay mình quay lại ha các bạn. Thì tới bây giờ đó cũng còn một số anh em đó là người ta chưa có biết cái kênh mình là cái tên gì. Thì hy vọng những anh chị em nào mà đã từng ủng hộ bên kênh cũ đó thì vô tình mà phát hiện được cái kênh này thì các bạn có thể sub lại để ủng hộ mình ha. Các bạn yên tâm, clip mình sẽ làm. Chẳng những làm mà còn làm nhiều
nhiều nhiều nhiều hơn cái kênh trước nữa. Giờ tất cả những cái thắc mắc gì của anh chị em đó, trong khả năng mình sẽ giải đáp hết. Với điều kiện là trong khả năng nha các bạn. Giả sử cái đó mình biết, mình sẽ nói mình biết. Biết riêng với cái cách biết của mình thôi, chứ không phải là biết một cách thống nhất trên cả cái toàn cầu này là cái cách đó nó phải như vậy, không phải. Giả sử anh ơi, cái dao cạo như thế nào cho nó dễ cạo, thì cái cách cạo của mình như thế nào mà mình thấy 17 năm nay mình làm dễ, thì mình sẽ chia sẻ nhiệt tình, chứ không có giấu giếm gì hết. Cái đó là mình thí dụ, là mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị em đó, mình thí dụ cái đơn giản vậy thôi. Còn cái nào mà ngoài khả năng nữa đó thì thua, thì mình sẽ xin lỗi, mình sorry là mình không giúp được. Các bạn thấy nó có một cái chiều nó đi lên, và quay cái máy và như bạn thấy nó rõ hơn. Giờ khi các bạn cắt xong các bạn dọn là nó rất là đẹp. Đây các bạn thấy ngắn ha. Đây dài dần dần nè, có cái góc xéo lên từ từ đó. Đó các bạn thấy rất là rõ ha. Thế thì như mình mới nói đó, cái khả năng mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó. Đây là cái cách cắt đó. Rồi giờ đây là cái sản phẩm nè các bạn. Thì sản phẩm khi mà mình dày dò công sức mình tìm ra nó đây. Đây rất là đơn giản ha. Không có 1.5 nữa các bạn. Các bạn xem từ đầu đến đuôi là không có 1.5. Và thực chất là mình không có sử dụng 1.5 luôn. Giờ clip này mình nói là một lần nữa là mình đặc biệt. Đặc biệt chứ không phải là tuyệt đối hay đặc biệt, là mình chia sẻ những anh chị em nào mà không có sử dụng 1.5 hay là không có vậy đó. Thì mình có thể nha, mình làm theo cách này thì nó vẫn có cái hiệu ứng bình thường đó. Học sinh nha các bạn, đơn giản thôi, không có gì. Đây là trái, các bạn thấy cái ngôi mà chia sâu vô không? Sở dĩ chia sâu này là nói chung là ngay từ đầu rồi, là cái ngôi này là nó như vậy rồi, không có chỉnh lại được. Chỉnh lại được rất là lâu, phải đợi cái bên kia nó dài ra. Đây thì qua clip này mình cũng cảm ơn tất cả anh chị em đã bỏ thời gian xem hết clip ha. Mình cũng chúc tất cả mọi người cái ngày cuối tuần đó, nếu mà có làm thì làm rất là đông khách ha. Còn những anh chị em chú bác nào mà làm công ty hay nhà nước thì nó có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc tất cả các bạn thành công. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào các bạn.